Đây cũng là lần thứ hai anh Hùng ở Việt Nam anh Hùng sử dụng, nhưng mà anh Hùng cho biết là anh đã sử dụng rất nhiều lần máy này ở bên nước ngoài rồi, nên đối với anh là cái gì là nó rất là đơn giản. Anh Hùng